Xin chào anh em và chào mừng anh em đến với số YouTube đầu tiên của Ben Computer đầu năm 2022. Một năm mới thì đã đến rồi và điều đó đồng nghĩa với việc là anh em đang gom thóc để sắm cho mình một em máy mới phải không nào? Và đặc biệt đối với dòng laptop gaming thì có quá nhiều sự lựa chọn để cho các anh em chọn vào trong cái thời điểm như thế này. Và nếu như mà mình lựa chọn đúng thì không sao, không nói làm gì cả. Nếu như lựa chọn sai thì anh em sẽ bắt buộc phải chơi game trong sự hậm hực, sự bực tức. Và hôm nay thì Ben Computer sẽ đem đến cho anh em danh sách những chiếc laptop đáng mua nhất và tầm trung đầu năm 2022. Vậy thì danh sách đó là gì? Anh em hãy cùng mình đi tìm hiểu luôn nha. Let's go! Ở vị trí tiền đầu, anh em ở vị trí đầu tiên thì chúng ta có một đối thủ vô cùng nặng ký, đó chính là Acer Aspire 7 A715. Với câu châm ngôn khi ra mắt đó chính là giải phóng sự sáng tạo của bạn. Vậy thì ở chiếc máy này có điều gì đặc biệt đến như vậy? Acer Aspire có thiết kế thanh lịch với vỏ nhựa bền chắc, sử dụng tông màu đen tạo cảm giác vô cùng sang trọng. Một điểm đáng chú ý ở trên em máy này đó chính là ổ cứng SSD 256GB cho không gian lưu trữ tài liệu vô cùng tốt. Thời gian khởi động máy, mở ứng dụng cũng được rút ngắn. Ngoài ra thì người dùng có thể gắn thêm ổ cứng tối đa là 1TB. Các đồ họa rơi NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB giúp nâng cao chất lượng giải trí của máy. Chiến các tựa game phổ biến Dota 2, FIFA Online 4, CSGO, LOL ở mức FPS từ trung bình đến cao. Kích thước màn hình 15,6 inch, độ phân giải Full HD mang lại một độ hiển thị khung hình ấn tượng. Màu sắc tươi sáng, màn hình không bị bóng, chói sáng, tạo cho bạn một sự trải nghiệm với những hình ảnh sắc nét, chân thật khi chơi game hoặc giải trí. Cùng với đó là công nghệ anti-glare cho người dùng thoải mái làm việc ở bất kỳ không gian nào mà không lo mỏi mắt và lóa mắt. Đối với dòng máy này thì anh em chỉ cần thêm 1 triệu đồng nữa thôi là đã có thể nâng cấp từ phiên bản 256GB lên phiên bản 512GB một cách dễ dàng rồi. Với chiếc máy này thì giá chính thức tại Ben Computer đang là 20 triệu 990 ngàn đồng, kèm theo đó là rất nhiều ưu đãi các bạn nha. Top 2 trong danh sách ngày hôm nay đó chính là em laptop Dell G15, một em máy có hiệu suất vô cùng mạnh mẽ. Về thiết kế, mạng hệ thống thiết kế được thừa hưởng từ những chiếc gaming Alienware cao cấp nhất. Những chi tiết như bản lề, khe tản nhiệt, loa hay thậm chí là những chi tiết nhỏ ở cụm bàn phím là minh chứng cho điều đó. Các đồ họa rơi NVIDIA GeForce RTX 3000, RAM DDR4 Bus 3200MHz và SSD M.2. Không khó để Dell Gaming G155515 có thể chơi được gần như tất cả những tựa game nặng nhất trên thị trường hiện nay. Với thiết lập đồ họa hợp lý, từ Cyberpunk 2077 cho đến Tomb Raider, không gì là không thể trên Dell Gaming G155515. Đối với màn hình thì sao? Là một chiếc gaming laptop gần như đắt nhất thuộc phân khúc trung cấp, đến từ nhà Dell nên rõ ràng hãng sản xuất từ Mỹ cũng phải trang bị cho chiếc máy này một chiếc màn hình tương xứng với trải nghiệm cấu hình. Màn hình kích thước 15,6 inch, độ phân giải Full HD, phủ lớp chống chói và tần số quét lên tới 165Hz. Với mức giá 35 triệu 590 ngàn đồng thì quá là hợp lý với một em máy khủng bố như thế này rồi. Ở vị trí số 3, chúng ta có một gương mặt vô cùng quen thuộc đối với anh em gamer, đó chính là Acer Nitro 5. Về thiết kế, một điểm mạnh lớn nhất ở trên Nitro 5. Nitro 5 đã ngày ngày được chăm chút về tỉ mỉ thiết kế của em nó, không hề nhàm chán, mà ngược lại luôn khiến các anh em bị thu hút bởi ngoại hình ấn tượng và cá tính của mình. Với Nitro 5 thì các anh em dù có khó tính đến mấy thì cũng luôn hài lòng với ngoại hình chất ngầu, nhưng trọng lượng lại không hề quá nặng nề, chỉ 2,2kg và độ dày là 23,9mm. Nitro 5 được tích hợp một RAM với 8GB khe rời với chuẩn DDR4 3200MHz, giúp giảm thiểu thời gian chờ đợi của ứng dụng, khả năng xử lý tác vụ nhanh chóng, tăng hiệu quả làm việc cho khách hàng khi giúp người dùng thoải mái lưu trữ, chạy hệ điều hành mà không lo vấn đề giật lag. Ngoài ra, với 2 khe RAM, anh em có thể nâng cấp tối đa 32GB để phục vụ nhu cầu cao hơn của mình. Acer Nitro 5 sở hữu màn hình 15,6 inch với kích thước hai cạnh bên màn hình siêu mỏng, mở ra không gian rộng lớn giúp anh em game thủ được trải nghiệm cảm giác đắm chìm trong từng trận đấu. Đây là màn hình Full HD, tạo ra những hình ảnh sắc nét, chân thực và sống động vô cùng. Mặt đáy của máy cũng được thiết kế các khe thông gió tản nhiệt. Tuy diện tích khe tản nhiệt thì khá lớn nhưng mà trông khá hầm hố và phá cách, đúng chất gaming đấy. Và cuối cùng thì không thể không nhắc tới chiếc card đồ họa rời NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB với khả năng chiến mượt mà với mức FPS ổn định ở các tựa game nặng đang rất hot ở trên thị trường. Dòng này thì sẽ có hai phiên bản cho anh em thoải mái lựa chọn, một dòng là Core i5, một dòng là AMD Ryzen R5. Và thực ra thì giá của hai dòng này cũng chỉ chênh lệch nhau vài trăm nghìn đồng thôi, nên là anh em không cần quá lo lắng đâu nha. Giá chính thức của em nó là 22 triệu 490 ngàn đồng. Ở vị trí cuối cùng trong danh sách ngày hôm nay, chúng ta có Lenovo IdeaPad Slim 5 Pro, một em laptop dành cho những anh em gamer thích sự nhẹ nhàng và bay bổng.
Sở hữu bề ngoài khá đẹp và sang trọng thì laptop Lenovo IdeaPad được bao bọc bởi lớp vỏ nhựa và nắp kim loại vô cùng cao cấp với trọng lượng chỉ 1,9kg. Như kiểu dáng vuông vắn khi lại hoàn toàn cân đối tạo nên dáng vẻ hiện đại. Còn cấu hình thì sao? Với RAM 16GB chuẩn DDR4, Lenovo IdeaPad Slim 5 Pro sẽ giúp bạn làm được nhiều việc hơn nhờ nâng cao khả năng đa nhiệm với tốc độ burst RAM lên đến 3200mAh. Không chỉ sử dụng cùng lúc nhiều ứng dụng mà còn có thể thỏa sức chơi game. Là một trong những chiếc laptop có viền màn hình mỏng trên thị trường hiện nay, laptop Lenovo sẽ giúp bạn đắm chìm trong những tựa game yêu thích với màn hình 16 inch sắc nét, viền mỏng đến tối đa. Tỷ lệ khung hình chính tới 90% so với thân máy, bạn sẽ được đắm mình trong thế giới hình ảnh chân thật. Đi kèm với chip là GTX 1650, giúp người dùng có thể đạt được tốc độ và hiệu suất cao hơn ngay cả khi khối lượng công việc tăng lên. Khả năng đồ họa của máy cũng được nâng cao. SSD 512GB vừa đảm bảo tăng tốc máy tính toàn diện, từ khởi động máy cho đến tốc độ mở các ứng dụng, lại vừa cho dung lượng lưu trữ lớn. Giá chính thức của em máy này tại Bencomputer là 24.690.000 đồng, một mức giá khá là phù hợp phải không nào? Và chắc chắn em nó sẽ đem đến cho các bạn những trải nghiệm vô cùng bất ngờ và thú vị đấy nha. Và trên đây là danh sách những chiếc laptop đáng mua nhất đầu năm 2012 tại Bencomputer các bạn nha. Nếu các bạn thực sự quan tâm đến những sản phẩm này thì chúng mình sẽ để danh sách ở bên dưới phần mô tả. Nhân tiện đây thì Bencomputer muốn gửi đến bạn một lời chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng, nhanh chóng có lương để mua hàng tại Bencomputer các bạn nha. Nếu như các bạn thấy video hay thì đừng quên nhấn nút like, nút share, nút subscribe và nút chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào đến từ nhà Bencomputer các bạn nha. Và bây giờ thì xin chào các bạn và hẹn gặp lại.